Dạ, chào mọi người vào buổi sáng ngày hôm nay nha. Sáng nay thì em soạn được một ít thùng đạn này. Nói chung là đợt này thì thùng đạn khá là đẹp nha. Xin giới thiệu mọi người. Mọi người có nhu cầu thì cứ liên hệ với em là 0983880344 nha. Em xin nhắc lại là 0983880344. Số này có Zalo luôn ạ. Ở đây là tất cả là thùng đạn của Mỹ thời xưa nha. Rồi, em xin giới thiệu từng mẫu ạ. Cho nên em đây là cái mẫu 3 lít nha. Đây là hai cái thùng 3 lít thời xưa. Đó, ở phía sau nó sẽ có chữ dập nổi này, SCF này, hoặc là IFE này. Đó, cái này là hàng thời xưa hết nha. À, cái này là IES nha. Chữ nó, cái hãng của nó là IES. À, như cái thùng này thì người ta ghi là sản xuất năm 70 nha. Thùng này là sản xuất năm 70. À, nó có cũ rồi, cho nên là người ta đã có sơn dặm lại rồi nha. Thùng nó đã cũ nên là người ta có sơn dặm lại rồi. Bên ngoài thì nhìn nó có xét xét nhẹ nhẹ, nhưng mà bên trong thì không ảnh hưởng gì nha. Người ta nói là bên ngoài thì đổ nát hoang sơ đó, còn bên trong thì cảnh đẹp. Đây nha. Đó, bên ngoài là nó có xét xét nhẹ nhẹ nè, sản xuất năm 70. Đó, thùng thì khá là đẹp nha. Cái này về cho anh em đựng đồ nghề. Rồi bên trong của nó nè, bên trong của nó nè, bao đẹp nha, không bị xét, không bị lủng. Nắp còn đầy đủ ron chống nước. Mình quăng xuống nước là nó không có chìm nha. Cái này thì bán theo cặp. Bán theo cặp nha, tại vì em chỉ có đúng một cặp này thôi. Nói thiệt là chỉ có một cặp này thôi nha. 350.000 cho cái cặp thùng 3 lít này. 350.000. Đây là thùng 3 lít của Mỹ thời xưa nha. Giá là 350.000 cho cái cặp này. À, cái kích thước của cái cặp này á, kích thước của nó này. Dài này 27 nha, dài 27. Bề rộng nè. Rộng nó là 9 cm, rộng là 9 cm. Còn bề cao của nó là 17 cm nha. Bề cao là 17 cm. Đây nè. Bề cao là 17 cm. Dài 27 nè, rộng là 9, cao 17. Rồi giá của cái cặp này là 350.000 nha. 350.000 cho cái cặp thùng 3 lít này, hàng cũ rồi nha. Rồi, mẫu thứ hai. Mẫu thứ hai ở đây là thùng 7 lít Mỹ nha. 7 lít Mỹ, đợt này khá là đẹp. Đợt này là nắp xéo nha, đợt này là nắp xéo. Đây, ở đây thì nó có xét nhẹ nhẹ thôi nhưng mà không ảnh hưởng gì nha. Xét xét nhẹ nhẹ mới gọi là xét có phần sơn ngoài thôi, chưa ảnh hưởng gì bên trong. Ở phía sau có giữ dập nổi là SCF. Hàng chuẩn Mỹ, đảm bảo với mọi người là chuẩn Mỹ xưa nha. Bên trong thì khỏi nói rồi, bên trong là cực kỳ đẹp luôn. Nắp còn đầy đủ ron chống nước. Đó, ở đây thì em có hai kiểu chữ, một là kiểu chữ này 840 KG gì đây. Rồi, cái này cũng vậy, nhưng mà cái kiểu chữ này nó khác. Kiểu chữ này thì nó nhỏ hơn, nó mỏng hơn, còn kiểu chữ này nó bự hơn. Đây, nói chung là số lượng thì không có nhiều nha, chỉ có vài cái thôi. SCF nè. Ở dưới đấy nè, cái này là người ta có hàng sơ lại nè, tại vì cái này hồi xưa là khi người ta sản xuất ra người ta test nó bị hở dưới đáy, người ta dập nó không kín á, là người ta đã có dấu là này là hàng thâu nè, này là hàng xưa, hồi xưa người ta hàng luôn nha, chứ không phải là mới bây giờ hàng, mà khi sản xuất ra là người ta đã hàng vậy rồi. Đó, bên trong nè, đẹp như mới, nắp còn đầy đủ ron chống nước. Thùng này á thì em bán theo cái là 400.000 một cái nha, 400.000 một cái. Đó, 400.000 một cái, đợt này rất là đẹp nha. Rồi, để lấy thêm vài cái nữa. Đây. Đợt này là nắp xéo hết nha, rất là đẹp. 400.000 một cái. Đó, bên trong này, mọi người nhìn này, rất là đẹp nha, đảm bảo là không một lỗ. Xét thì sẽ có xét nhẹ, ý là xét là sẽ có như cái này thì không xét luôn nha, xét nhẹ nhẹ thôi. Đó, như cái đây nè, có xét nhẹ nhẹ nè. Nói chung là xét thì chắc chắn có nha, xét nhẹ. Bên ngoài có xét nhẹ, còn bên trong là đẹp như mới. Đó, như cái này cũng vậy. Cái này rất đẹp nè. Bên ngoài cũng có xét nhẹ nhẹ thôi, không ảnh hưởng gì nha. Đây, mở bên trong cho mọi người xem. Đó, bên trong là 10 cái như một nha, 10 cái như một. Cái nào cũng đẹp như nhau, tức là bên trong á. Đó, nó sẽ có xét xét nhẹ nhẹ. Cái nào cũng có xét nha. Đó, cái này nó cũng có xét nhẹ nhẹ nè, nó có dấu hiệu tróc sơn nè, người ta có sơn dặm lại một xíu nè.
Thì khi mà mọi người mua hàng thì bên em sẽ lấy ngẫu nhiên thôi. Tức là trong cái ống này thì bên em sẽ lấy ngẫu nhiên, hoặc em sẽ cố gắng gọi là lựa cái nào mà khá nhất cho mọi người. Chứ còn nhiều anh em mà yêu cầu em chụp từng cái để cho mọi người lựa là em không chụp nha. Nói thiệt là không có thời gian để chụp đâu. Nhiều anh em bắt chụp từng cái để cho mọi người lựa là thôi, cái đó em bó tay. Đó, nó cũng có xếp nhẹ nhẹ nè. Cái này là nó dính nước nha, cái này là nước mà em mới rửa nè, mới vệ sinh. Rồi, cái này cũng đẹp nha. Đó, em sẽ quay từng cái cho mọi người xem luôn. Đây, có xếp nhẹ nè, nhưng mà không đáng kể nha. Đây, có xét nhẹ nè, không đáng kể. Nói chung là thùng 7 lít Mỹ thời xưa 50-60 năm mà nó như thế này là nó đã rất đẹp rồi. Như thế này là rất đẹp rồi nha. Đó, như cái này có cắm bóp nhẹ, có cắm bóp nhẹ nha. Nhưng mà đảm bảo mọi người là thùng chuẩn Mỹ thời xưa. Đó, cái này cũng vậy nè, cái này có xét nhẹ nè, có xét nhẹ. Đó, nhưng mà đít rồi đảm bảo là không bị mục lũng gì hết nha. Rất là đẹp. Đó, có xét nhẹ thôi. Nói chung là có xét nhẹ. Kiểu nó vậy nha, mấy chục năm rồi thì nó phải có một chút gì đó, rồi là hao mòn theo thời gian, chứ nó không thể nào mà mới 100% được. Đó. Anh em lưu ý nha, khi nào, nói chung là khi mua hàng xưa thì mình phải chấp nhận nó có một cái nét gì đó. Chứ nhiều anh em mua hàng xưa mà đòi như mới là không có nha. Đòi mua hàng xưa mà không trầy không xước là không có đâu. Có nhiều anh em hỏi có cái thùng đạn xưa nào mà không trầy không xước không, còn ở trong bọc ni lông không, là thôi cái đó em thua nha. Hàng chuẩn Mỹ nha. Rồi, cái này giá là 400 ngàn một cái nha. Thùng 7 lít 400 ngàn một cái. Rồi, tiếp tục em lên cái mẫu cuối. Mẫu cuối nè. Mẫu cuối, đây là cái mẫu, đây là cái mẫu 11 lít nha. Đây là mẫu 11 lít. Hàng chuẩn Mỹ, cái này thì bữa giờ em có giới thiệu mấy lần rồi, mà đợt này về thêm được vài cái thôi, cũng không có nhiều nha. À, kích thước của nó dài 45 nha. 45, 15 và 25. 45, 15, 25 nha. Dài 45, rộng 15 và cao 25. Thì cái tên gọi nó là thùng 11 lít, nhưng mà thực ra nó chứa được khoảng 14, 15 lít nước nha. Nó chứa được khoảng 15 lít nước đó. Thùng này thì rất là đẹp nè, rất là đẹp nha. Để mở bên trong mọi người xem. Cái này thì nắp nó mở rồi đó, nắp còn đầy đủ trong nước. Hãng nó là SCF. Đây, bên trong của nó cực kỳ đẹp nha. Cái đây là bụi nha, bụi nè, bụi. Rồi cái giá của cái thùng này á là 800 ngàn một cái nha. 800 ngàn một cái. Rồi thì hôm nay em lên 3 mẫu thôi, 3 lít, 7 lít và 11 lít. Thì anh em cứ cân nhắc về cái kích thước của 3 mẫu này, thì để mình chọn sao cho nó phù hợp với cái đồ dùng ở trong gia đình mình, cho nó phù hợp nha. Chứ nhiều anh em đặt về xong rồi kêu là không vừa thì trả lại này kia thì nó rất là mất công. Tại vì một cái thùng như này ship đi nó cũng rất là mắc. Nó tầm phải 6-70 ngàn, còn ship về nó cũng 5-60 ngàn nữa. Là ship đi ship về là hết 100 mấy rồi. Nên là anh em cứ cân nhắc trước khi mình đặt hàng nha. Rồi, xin cảm ơn tất cả mọi người nha.